Công tác ở đây nhưng mà bóng ở trong này nó chạy vào gỗ này, nó đi lại chỗ này nên không phải hơn luôn, nó chạy tắt, chạy tắt luôn, còn chạy chéo tình của thôi, chéo các đi nào nó dòng thêm vào làm đấy hơn, nó làm cũng buổi đến ngay nhưng mà vẫn còn em đi về đường vuông góc, đi về là người ta lại đi lại cái chỗ ổ này hoặc lại thế người ta ăn lên vẫn phải đi vuông cường lên góc thì mình bẻ xong chứ thế thì thế cứ thế nào kiểu như rồi đấy cũng xong. Mình mà làm đẹp cái robot này, tao lại đây được học. Làm gì? Được làm. Ui giời. Ôi, đùa hay nhưng mà làm đồ này là đẹp. Học đồ này thì chết học. Đồ lại vỡ mồm. Làm đi. Đồ này dùng mà làm. Quay đéo đi, cái chơi chơi thôi cũng cứ quay. Mặc quần áo phong cách đàng hoàng đấy. Tôi đau không? Thì phải ông đi nó quá một cửa. Mẹ tao bên kinh nghiệm đúng nhá. Em để ông nhảy ở trên cái trụ trụ cửa lên thế mẹ mình bò đầu ra đấy. Mình nhìn đó này rơi một phát thì kêu con hút ông thì không kịp vào. Mẹ ông nhảy bật hoa đi. Nó rơi rơi đồ đạc xuống rồi mình bắt. Mình bốc gì vậy? Mình bò đầu ra cái là chạm mẹ luôn này nhé.
cái động động dưới mình đang làm kia mình không có thì phải đắt đạo mình dành hơn. Hơn 20 mét thì đang làm nguyên một cái mảng, may là nó rơi ngang, nó mà rơi dọc thì là mình đứt, mình mất gáy luôn, thì nó bôi vào vai, nó làm nguyên một bàn tay đấy, nó lứ, mình nhát. Thank you.
là hôn. Phạm Linh dập mặt đập là tốt điện là nhà bằng chỗ rồi. Trong cái nào là khung nhà thì tầm tí bạc hết.